Máy móc nào cũng thế, đều phải có định kỳ bảo hành. Đó là cái nhiệm vụ của gia đình tôi. Hôm nay, Dương Thành Đức, chuyên gia cửa cuốn Biên Hòa, sẽ bảo trì định kỳ và kiểm tra cửa cuốn tại nha khoa Asia. Cửa cuốn ốt đo sau 15 năm sử dụng, liệu còn hoạt động tốt? Trước khi bắt đầu, kỹ thuật viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng bình chữa cháy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Đầu tiên, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra toàn bộ cửa cuốn để đánh giá mức độ hao mòn sau 15 năm sử dụng, kiểm tra hoạt động của motor, độ mòn của thanh dây và con lăn, hệ thống chống sổ, hệ thống tự dừng. Đặc biệt, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng các tính năng bảo vệ an toàn xem còn hoạt động tốt không. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật viên sẽ vệ sinh và bôi trơn các bộ phận cửa cuốn, giúp cửa vận hành êm ái và kéo dài tuổi thọ. Nếu phát hiện bộ phận nào bị hư hỏng, chúng tôi sẽ tiến hành thay thế bằng phụ kiện chính hãng để đảm bảo hoạt động ổn định cho cửa cuốn. Tại nha khoa Asia, hộp điều khiển đã xuống cấp và chúng tôi tiến hành sửa chữa để đảm bảo cửa cuốn hoạt động ổn định. Bước tiếp theo là vệ sinh thân cửa bằng khăn mềm hoặc máy nén khí để loại bỏ bụi bẩn bám trên nan cửa. Lưu ý, không sử dụng các loại khăn có chứa kim loại để tránh làm xước sơn. Tiếp đến, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và vệ sinh motor. Chúng tôi cũng kiểm tra và vệ sinh nút bấm âm tường và mốt điều khiển, thay pin nếu cần thiết để đảm bảo hoạt động của cửa. Chú ý không nên đóng mở cửa liên tục quá nhiều lần trong thời gian ngắn để tránh quá tải cho mô tô. Cuối cùng, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra lại hoạt động của cửa cuốn, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo và an toàn cho người sử dụng. Cửa cuốn ốt đo của nha khoa Asia sau 15 năm sử dụng đã được bảo trì và hoạt động ổn định. Bí quyết nằm ở việc lựa chọn sản phẩm chất lượng và bảo trì định kỳ chuyên nghiệp. Sản phẩm mà nhà này là xây cách đấy 15 năm rồi. Từ ngày xây nhà cho đến giờ thì cửa nói chung là đều hoạt động bình thường. Những khi mà trục trặc nhỏ thì gọi những cái thợ mà nơi khác đến họ sửa, là họ chọc máy là nó không đảm bảo. Họ chọc máy họ gây nhiều cái bất cập đến hệ thống của cửa. Đó là tôi là chủ nhà. Nếu mà muốn được lâu dài bền vững thì phải có thời định kỳ bảo hành. Máy móc nào cũng thế, đều phải có định kỳ bảo hành. Đó là cái nhiệm vụ của gia đình tôi. Thì các bạn thấy như vậy là qua một buổi thờ bảo hành thì tất cả các điều khiển của cửa là đều là trơn tru. Hãy nhớ thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng cửa cuốn để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ cho cửa. Bạn cần tư vấn, lắp đặt, sửa chữa hoặc bảo trì cửa cuốn tại Biên Hòa, hãy liên hệ ngay Dương Thành Đức để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn tìm được giải pháp tốt nhất.